Xin chào tất cả các chị Lê Nguyễn. Nên cái ông hay bà đó không có cái tư cách gì vô mà chửi tôi, nói là mày ăn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Tôi không có ăn cơm quốc gia, tôi ăn cơm của tôi. Và bây giờ tôi đi khách sạn, tôi đi nhà hàng, đó là nhà hàng của người ta. Tôi vô đây tôi ăn, tôi trả tiền của tôi, nghe rõ chưa? Còn mấy ông mấy bà đừng nói tôi là vô đi ở bên Mỹ mà tại sao đi nói xấu Mỹ. Tôi không nói xấu Mỹ. Tôi nói xấu mấy ông mấy bà đó, tôi nói mấy ông mấy bà đó. Tôi đã cho order luôn. Con cái đặc biệt tái nạm mà lấy mì được. Tái với nạm thôi. Tái nạm phở nhưng mà lấy mì. Ok, một cái tái nạm lớn lấy mì. Ờ, nhưng mà có đứa bé hành trần nha. Ờ, với cho một dĩa tái cộng để riêng nữa. Một cái dĩa tái để riêng nữa nha. Rồi tôi nói các ông các bà đó nha, tôi không có chửi cái người Mỹ. Tôi có chửi là tôi chửi những ông những bà mà nói xạo rồi lên đây là xuyên tạc. Còn mấy ông mấy bà chơi hèn lắm, lên báo cáo để cho tôi bị mất nick đồ này nọ. Nhưng mà hôm nay tôi á, tôi cũng lịch sự, tôi nghe một cái lời khuyên của ông bạn. Ông nói như thế này, đừng có chửi chung, tại vì cha của ông cũng là người Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà gia đình của họ rất là đàng hoàng, họ không có chống cộng. Họ qua Mỹ thì họ làm rất là đàng hoàng. Nhưng đã ông nói đừng có chửi là Việt Nam Cộng Hòa, đời chửi chung như vậy là nó quá đáng. Nhưng mà cái này, bây giờ tôi sẽ đổi là cái cách nói chuyện của tôi. Tôi nói chuyện nhân văn và lịch sự để cho các ông bà thấu ở trong đầu nha. Để tôi dạy dỗ các ông các bà, tại vì các ông các bà nói dốc không à. Thứ nhất, các ông các bà không đại diện cho những người Việt. Các ông các bà thấy nhục nhã không? Các bà, ông các bà thấy nhục nhã cái vụ mà các ông các bà đi qua bên ở bên Houston, các ông các bà biểu tình cái vụ mà của Đàm Vĩnh Hưng, đám cưới của bà, cái đám cưới của con cái bà kia đủ mà đi xong rồi các ông các bà biểu là đủ mà đừng có đi đám cưới. Các ông các bà nhục nhã lên người ta chửi cho các ông các bà cúi đầu. Đàm Vĩnh Hưng nó đâu là phải là cộng sản, Đàm Vĩnh Hưng nó là người bên Mỹ này. Các ông các bà không thích nó, các ông các bà đi suối người khác, đừng có đi vô đám cưới nhà người ta nhục nhã không, người ta lên người ta chửi cho đầu cha các mạng các bà. Các bà bảo là các bà đứng lên đây đại diện cho những người chống cộng rồi đại diện cho người Việt Nam ở trên nước Mỹ này. Các ông các bà nếu có tư cách đại diện bất cứ cho ai, chỉ có đại diện cho bản thân các ông các bà và muốn đại diện cho gia đình các ông các bà thôi, rõ chưa? Các ông các bà đâu có tư cách gì lên đây cấm ai người ta sẽ làm cái này người ta cái kia. Bản thân các ông các bà đó đi không nổi, bây giờ gần chết xa trời rồi, gần đất xa trời chết rồi mà các ông các bà còn sân si để được cái gì? Các ông các bà biết chữ nhục nhã là gì không? Mình nghèo, tôi chào tất cả mọi người, mình nghèo thì mình mang cái phần mình nghèo đi. Mình nói những cái câu mà lên đây mà nói lên những cái câu mấy ông già lên đây nói những cái câu mà để tôi nghe sơ ở bên nhà của thằng Sonny nhục không? Xe VinFast mà cho tao chạy tao cũng không đem chạy. Tao nói xin lỗi, cái xe đó không phải là cái cục cức mà để cho các ông muốn bóc lên các ông ăn, hay là các ông nghĩa là các ông ăn xong rồi các ông nhả là xong rồi hửi lên trước cho thơm mày túi. Cái xe đó là cái giá trị, cái xe đó từ nếu mà mướn xe đó, mướn cái cục pin đó 42.000, mua luôn cục pin 57.000, nghe rõ chưa? 57.000 đô chứ không phải là 57.000 tiền Việt Nam. Thì cả đời những ông những bà mà lên đây chống cộng sẽ không có gì hết cả. Tại vì các ông các bà điển hình, tự vì tôi không có nói, tôi nói là điển hình rõ ràng nha. Thứ nhất là Ngô Kỷ chống cộng 40 năm nay chân răng dưới giấy không có gì hết, cái gì cũng đi xin hết cả. Và thứ hai là ông Lý Tống không biết là bao nhiêu năm chống cộng, khi chết đi không có một cái tờ giấy lần lưng và không có một cái chỗ mà gọi là để chôn nữa. Thì tôi chỉ thấy hai cái điển hình đó rõ ràng để tôi dẫn chứng cho các ông các bà. Các ông các bà rõ không? Đó, thì bản thân các ông các bà chả có là cái gì trên đất nước Mỹ này. Mình không là cái gì hết, mình chỉ chân răng dưới giái thôi, mình chẳng có cái gì hết. Thì đừng có chê người khác, thấy không? Còn mình chê là, xe VinFast là, xe VinFast là dở, xe VinFast là của Trung Quốc, sao vậy? Rồi xe của Cộng sản,
nè, nếu mà của cộng sản á, thì tại sao thằng Mỹ á, nó đang ở Việt Nam á, nó về Việt Nam, nó gọi là nó đang bú xe ở bên Việt Nam á, những cái hãng xưởng á ở bên Trung Quốc á, nó bị bỏ ra hết rồi, giờ nó phải là năn nỉ Việt Nam để làm, để sao vậy, là cái đời vậy. Vậy thì chửi thằng Mỹ hay là thằng cộng sản hả? Thằng Mỹ nó đang bắt tay, nó đang chuẩn bị bán những cái gọi là vũ khí tối tân cho Việt Nam á, vậy thì sao? Các ông các bà đầu to mà hả, mắt kém quá, tóc nó bé quá, rồi mặt không có thần sắc gì. Tôi bị bệnh mấy bữa nay, bệnh cảm, hôm nay mới đỡ, nằm liệt giường 4 ngày đó, các anh các chị, bị cúm á, à, bị cảm cúm 4 ngày. Còn các ông các bà vô chửi tôi, nói là tôi là nói xấu nước Mỹ, là nói xấu chửi bới. Tôi không nói xấu nước Mỹ, và tôi cũng chả có ăn tiền gì của Mỹ cả. Tôi đi đâu tôi xài, tôi ở Mỹ này, nhà của tôi ở, tôi trả tiền. Tôi ở Mỹ này, tôi đi làm ra, tôi cũng kiếm được đồng tiền từ mọi nước mắt của tôi. Đó chưa, không có thằng Mỹ nào cho tôi hết cả. Và cái đất này là đất của ông nội tôi. Đừng có lên đây mà nói, tại sao mà mày là người Việt Nam mà lấy tên Mỹ. Ngu quá à, tại vì ba tôi người Mỹ thì tôi sẽ lấy tên Mỹ, đó chưa. Có đầu mà không có ốc, cái ốc ở đâu vậy? Ốc đủ mà gọi là ngu quá, dành cái ngu của chó của mèo hết hả? Còn lên đây muốn làm vương làm tướng, thù dọa tôi rồi nói, mày ở đâu mà cho địa chỉ đi. Đó, địa chỉ trước đó, ở Bắc Cali, số điện thoại đó. Các ông các bà muốn tới đốt nhà tôi, giết tôi, tới, đừng có anh hùng mõm, đừng có lên nhắn tin tối tối đăng cái tấn 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 nhảy cái tin nhắn lên, làm tôi mất ngủ, tôi điên lên, tôi chửi mấy ông mấy bà, mấy ông mấy bà lại ngứa mắt dưới mũi nữa. Thời buổi này đừng có hù dọa, đừng có còn muốn bắn muốn giết tôi, khỏi phải mang súng, khỏi mang súng ống. Ở nhà tôi có súng ống đạn dược nhiều lắm, tôi giờ cũng đang chán sống nè, đụng má ở đời, đụng má ăn hưởng rồi. À, đủ thứ đó, là giờ chỉ có muốn chết thôi. Đồ má giờ chỉ muốn chết thôi. Chứ đụng má giờ lên đây mà đụng cứ hỏi đụng má mày, mày cộng sản cho mày qua đây nhầm dùng. Mày không có cộng sản vậy đó. Còn cái thằng đụng má siêu đông á, cẩn thận cụ lửa con. Tao bệnh hoạn chưa đi được. Đừng có sủa. Làm người đừng có sủa tiếng chó, hiểu chưa? Lên muốn cho địa chỉ cụ thể á, phải không? Thì cái thằng mà cái thằng Unlimited Nail á, nè, Unlimited Nail á, thấy không? Muốn thì vô inbox cho tao cho, nhá, inbox cho cho. Đừng lên đây hỏi, đừng có tao ở Bắc Cali, tao ở San Jose. Lên đây mà độ má tỏ vẻ thời buổi này á, không có ai đụng chạm tới ai, dễ mà tới đó mà đụng người ta, pháp luật hết chứ cưng nha. Những thằng nào nó không biết pháp luật chứ, anh cho của mày biết pháp luật hết. Đụng tới tao á, không phải là đụng tới người bình thường, tao là bị khùng, mày nói chưa? Còn tao nói những chuyện gì tao thấy đúng tao nói, chứ tao không có lên đây tao bị chuyện như tao nói, rõ không? Còn á, thích á muốn hay á, muốn hay anh hùng á là sao? Về lo làm, lo kiếm tiền, lo cho gia đình, lo cho vợ con, chứ đừng lên đây anh hùng mà hiếm sầm lồn, hiểu không? Cái câu người ta nói sầu lồn không có gì vui, chúng ta không nên sầu lồn. Tụi bay tư cách lồ gì địch mẹ lên đây đụng má, đại diện cho ai? Đại diện cho người này, đại diện cho người kia, rồi biểu là đụng má rồi nổ địa chỉ đi, đụng má có đứng cái lớn đứng trước mặt á người ta đó, có dám chơi không hả? À, có dám chơi không? Cầm cái súng lên có dám bấm cò không? Đụng mẹ đừng có chuyển mà đụng mẹ lên mà hỏi cái nổ địa chỉ. Cái câu này tao nghe 7 năm nay tao chơi trên mạng, 7-8 năm nay tao nghe rồi. Đụ cửa lên đây mà hù đỏ. Trên răng dưới giái, ok, mình ô má, ví dụ như ok, đủ, mình không có tiền, nó không có tiền, nhưng mà đặt nó ở cái trồ, ô, xe, cộng sản như thế này, cộng sản nó nghèo, cộng sản như thế kia, đủ cửa.
mình cũng từ ở trong cái đất nước đó ra, mình sinh từ trong cái đất nước đó ra, tại sao mà mình đụng cho dù cái đất nước của mình đó, cho dù nó là cộng sản hay cộng hành hay là cộng, hay cái đất nước mình cũng có nghèo có giàu thì cũng là đất nước của mình. Cha mẹ mình, tổ tiên của mình còn ở bên đó là tối ngày chỉ chửi bới và xuyên tạc. Bộ mình cứ bước ra khỏi nước Việt Nam là đủ nói là mình phải xuyên tạc đó. Cái đó là con người hay là con thú? Những thằng tôi thấy đâu, những thằng ở nước ngoài, những thằng mà khác quay đó, nó đâu có như vậy đâu. Thằng Tàu đâu, bên Mỹ này nó có vậy, nó đùm bọc cho lắm. Còn mấy ông mấy bà đó, thấy không? Mấy ông mấy bà đó muốn á, muốn mà đụng mà lật đổ được cái chuyện gì á là phải có tiền, không có tiền đừng có nói. Giống Duy Nguyễn nó nói đó, Duy Nguyễn nó nói á, cái thằng nghèo á đừng có dạy cái thằng đụ mà thằng nghèo đừng có dạy cái thằng nghèo đừng có dạy thằng tỷ phú kiếm tiền. Câu đó rất là hay, có tiền mới nói chuyện. Mời các anh chị ăn phở với tôi nha. Tôi phở mà tôi không ăn phở, tôi lấy mì, tôi phải có trái riêng nữa đó. Bữa ăn tối của anh mì vậy nè, đó vậy đó đó. Rồi tôi bày biểu là tao luôn, ăn của ai, ăn gì là ăn của ai, ăn của gì cộng sản cho hay là ăn của Mỹ. Phú Quế Mỹ nè, mời mọi người ăn phở, phở mì với mình. Phải bò này bò của bì nha, nghe thấy không, bò của bì nha. Cái này là gọi là cái tàu là cái thao đúng không? Cái này giống cái thao giữa Việt Nam mình, cái tàu gì mà nó bự ghê không?